Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách trang trí cây đĩa giống như thế này. Đầu tiên là cái phần hoa. Các bạn sẽ sử dụng cho mình một cái củ cà rốt. Chúng ta sẽ lấy cái phần nhọn ở bên trên. Các bạn sẽ gọt bỏ bớt cái phần nhọn ở ngoài, cái phần vỏ ở ngoài đi. Giống như vậy. Chúng ta sẽ gọt bỏ bớt. Ở bên ngoài đi. Sau đó các bạn sẽ dùng cái con dao nhỏ để tỉa cái bông hoa. Các bạn sẽ tỉa cánh hoa đầu tiên. Tiếp tục cánh thứ hai. Cánh thứ ba. Cánh thứ tư. Tiếp tục cánh thứ năm. Và sau cùng cánh hoa thứ sáu. Như thế là chúng ta đã có được bông hoa đầu tiên. Tiếp tục bông hoa thứ hai, các bạn cũng sẽ làm giống như thế. Đầu tiên chúng ta sẽ gọt bỏ bớt cái phần đế ở bên dưới. Sau đó các bạn sẽ tỉa cánh thứ nhất, cánh thứ hai, cánh thứ ba, cánh thứ tư, cánh thứ năm và cánh hoa cuối cùng, cánh thứ sáu. Chúng ta sẽ tách cái bông hoa ra. Vậy là chúng ta đã có được bông hoa thứ hai. Tương tự các bạn cũng sẽ tỉa cho mình vài cái bông hoa giống như thế. Sau khi đã có xong được cái phần hoa, các bạn sẽ sử dụng một quả ớt để làm phần nhị. Chúng ta sẽ cắt cái quả ớt, cái đầu nhỏ của quả ớt. Các bạn dùng một cái que tăm đâm vào đây. Và chúng ta sẽ đâm vào cái bông hoa. Như thế là chúng ta đã có được cái bông hoa đầu tiên có nhụy. Tiếp tục ở cái bông hoa thứ hai cũng vậy. Các bạn sẽ sử dụng một cái tăm đâm vào ở giữa. Và chúng ta sẽ để cái phần nhị lên trên. Tiếp tục bông hoa thứ ba. Chúng ta cũng cắt cái đầu nhọn của quả ớt. Và sử dụng một cái cây tăm đâm vào giữa. Kế đến, chúng ta sẽ để cái đuôi ớt vào đây. Như vậy là chúng ta đã có được 3 cái bông hoa. Sau khi đã xong cái phần hoa, các bạn sẽ
làm tới cái phần bình, cái phần lọ hoa ở bên dưới. Các bạn sẽ cắt cho mình một cái khúc dưa leo. Chúng ta sẽ cắt ở dưới này một lát. Sau đó các bạn sẽ gọt bỏ bớt cái phần vỏ bên ngoài đi. Sau đó chúng ta sẽ bỏ bớt cái phần ruột ở bên trong. Và các bạn sẽ dùng dao cắt vào đây, gọt thành cái đường viền răng cưa. Chúng ta cũng sẽ bỏ bớt cái phần ruột ở bên trong đi. Như vậy là chúng ta đã có được cái lọ. Các bạn sẽ sử dụng một cái cây hành lá để làm cái phần thân. Các bạn sẽ cắm vào đây. Tiếp tục ở cái bông hoa thứ hai cũng tương tự như thế. Cái đó là cái bông hoa thứ ba. Tiếp tục, chúng ta sẽ dùng hẻ bông để trang trí thêm cho cái lọ hoa của mình. Các bạn sẽ cắt cái phần bông, dùng cái tê tâm đâm vào đây. Các bạn cũng sẽ dùng một nhánh hành lá chúng ta sẽ ghim vào đây. Tiếp tục cái nhánh hẻ bông thứ hai cũng giống như thế. Sau đó các bạn sẽ ghi vào cái lọ hoa của mình. Tiếp tục cái nhánh hẻ thứ ba. Như thế là chúng ta đã vừa tỉa xong được cái lọ hoa. Kế đến các bạn sẽ sử dụng cho mình một cái lát khúc dưa leo. Chúng ta sẽ sắc lát mỏng.
Sau đó chúng ta sẽ cắt lại làm đôi. Tiếp tục các bạn sẽ sắp vào cái đĩa hình con bướm giống như vậy. Tiếp tục. Sau đó chúng ta sẽ dùng quả cà chua bi cắt ra làm đôi và để lên phía bên trên. Như thế là chúng ta đã vừa trang trí xong cái đĩa của mình.